Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên thì hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa lớn diện rộng toàn miền Bắc trong những ngày tới. Trong đó thì ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 80 đến 150 mm và có nơi sẽ trên 250 mm. Còn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 40 đến 80 mm và có nơi cục bộ sẽ trên 150 mm. Riêng khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa, lượng mưa từ 15 đến 30mm và có nơi sẽ trên 60mm. Mưa khiến lũ trên nhiều sông dâng cao và nhanh hơn. Cảnh báo từ nay đến ngày 10 tháng 9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, thì đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh như là Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, lên mức báo động 2, báo động 3. Và có sông sẽ lên mức báo động 3. Nguy cơ ngập lụt ở các vùng ven sông. Cùng với đó thì người dân cần cảnh giác tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Đối với miền Trung thì các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng, với nền nhiệt toàn miền sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 36 độ. Chuyển xuống phía Nam, mưa dông về chiều tối vẫn sẽ tiếp diễn ở các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra như là lốc, sét và gió giật. Còn trong ngày thì nhiệt độ ở hai khu vực này hầu hết đều dưới 34 độ. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhà hàng TH Chumil, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa vài nơi. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 32 độ, độ ẩm 85-95%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 31 độ, độ ẩm 85-95%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều tối có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 32 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, đêm và chiều tối có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 29 độ, độ ẩm 90 đến 95%.